Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 13 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thời sự tối nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra thực địa triển khai một số dự án giao thông công nghiệp trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Ngày hội tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng tại huyện Tiên Lữ. Phát huy vai trò của các ban công tác mặt trận ở khu dân cư. Thu thuế ngoài quốc doanh ở tỉnh Hưng Yên 6 tháng đầu năm 2024 đạt kết quả cao. Cần đưa hoạt động bến bãi vật liệu xây dựng ven sông Hồng, sông Luộc vào nền nếp. Công an thị xã Mỹ Hào phát hiện xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đi kiểm tra tình hình triển khai một số dự án trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành liên quan và các đơn vị chủ đầu tư. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến kiểm tra dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài, tuyến đường qua địa phận tỉnh Hưng Yên có chiều dài khoảng 33,5 km, tổng mức đầu tư gần 2,9 nghìn tỷ đồng. Đến ngày 30 tháng 6, dự án đã thi công hoàn thành khoảng 70% khối lượng. Chủ đầu tư đã phối hợp với các sở ngành, đôn đốc nhà thầu khẩn trương hoàn thiện đoạn 1 của dự án, phấn đấu thông xe trước ngày 2 tháng 9 năm 2024. Đối với đoạn 2, đôn đốc nhà thầu thi công tập trung nhân lực máy móc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án hoàn thành đảm bảo tiến độ chất lượng của dự án. Kiểm tra tiến độ xây dựng tuyến đường từ quốc lộ 39 đến DH42 kéo dài có tổng mức đầu tư 205 tỷ đồng. Các đơn vị báo cáo khối lượng thi công ước đạt 57% khối lượng công trình. Kiểm tra dự án cải tạo, nâng cấp đường DT380 đoạn từ DH34 đến Điện lực Mỹ Hào có tổng vốn đầu tư 66 tỷ đồng. Dự án có chiều dài khoảng 785 m, kết cấu mặt đường cấp cao A1. Đến nay đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng thi công, dự kiến đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 cơ bản hoàn thành. Đối với các dự án khu cụm công nghiệp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng xây dựng cụm công nghiệp Đồng Than, diện tích cần giải phóng mặt bằng cho cụm công nghiệp này trên 76 ha. Hiện có thể bàn giao cho chủ đầu tư khoảng 60 ha, còn hơn 13 ha của 128 hộ gia đình và đất do Ủy ban Nhân dân xã quản lý là 5,3 ha đang hoàn thiện phương án bồi thường hỗ trợ. Kiểm tra thực tế tiến độ thi công các dự án, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh đây là những dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh, của huyện nhằm thu hút đầu tư phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Vì vậy, chủ đầu tư phải đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công. Đồng chí yêu cầu các sở ban ngành liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước, giám sát tiến độ triển khai dự án, nhất là các yếu tố về kỹ thuật, mỹ thuật trong quá trình thi công. Những dự án còn vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, huyện Yên Mỹ sớm hoàn thành thủ tục và hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo an toàn, an ninh, phục vụ cho quá trình thi công các dự án. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nhà thầu thi công phải tập trung nhân lực, thiết bị để thi công dự án. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các sở ban ngành địa phương phải cùng vào cuộc để tháo gỡ nút thắt về nguồn vật liệu san lấp phục vụ cho thi công. Phương châm giải quyết là phải tiếp cận tổng thể các nguồn vật liệu phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy định của pháp luật. Theo đó, tiến hành rà soát tổng thể các mỏ khai thác đất phục vụ làm vật liệu san lấp đã cấp phép trên địa bàn, ưu tiên tập trung nguồn đất đắp cho các công trình trọng điểm, đảm bảo hoàn thành đồng bộ các dự án hạ tầng trọng điểm, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội chung của toàn tỉnh. Sáng nay, huyện Tiên Lữ phối hợp với Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam tổ chức Ngày hội tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng và triển khai các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Tới dự có Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên. Tại ngày hội, có gần 1.000 người là thương binh, người thân của thương bệnh binh, gia đình chính sách và nhân dân được khám chữa bệnh miễn phí. Trong đó, có trên 300 người được khám sàng lọc ung thư phổi. Cùng với đó, Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam đã khám sức khỏe tổng quát cho nhân dân. Nằm trong chuỗi hoạt động nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng và tri ân gia đình thương binh liệt sĩ trên địa bàn huyện Tiên Lữ, đoàn công tác đến thăm tặng quà hai mẹ Việt Nam anh hùng là mẹ Phạm Thị Sự, chú tại xã Lệ Xá và mẹ Nguyễn Thị Gừng, chú tại xã Ngô Quyền. Nhân dịp này, các nhà tài trợ trao tặng thiết bị dụng cụ y tế cho Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ và Trạm Y tế xã An Viên.
trao tặng tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho thương binh Đỗ Văn Tỉnh ở thôn Nội Thượng, xã An Viên, tổng số tiền tài trợ hỗ trợ có trị giá gần 350 triệu đồng. Hôm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn tỉnh Hưng Yên thành lập mới 32 công đoàn cơ sở, phát triển hơn 6.400 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên toàn tỉnh lên gần 170.000 người, sinh hoạt tại trên 1.600 công đoàn cơ sở. Các cấp công đoàn đã chủ động tổ chức và phối hợp thực hiện chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên lao động, tăng cường kiểm tra giám sát, đảm bảo các đơn vị doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ chính sách về lương thưởng, bảo hiểm cho người lao động. 6 tháng cuối năm, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục tổ chức tốt hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Quách Thị Hương yêu cầu trong 6 tháng cuối năm, Liên đoàn Lao động tỉnh hoàn thiện và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề án chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh, quan tâm tuyên truyền vận động và có giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân. Những năm qua, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư đã phát huy được vai trò tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân, xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa đảng và nhân dân. Qua đó tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra. Thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trong đó trọng tâm là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào xây dựng khu dân cư 3.0, tuyên truyền đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, tham gia các hoạt động phát huy tình đoàn kết, giữ gìn an ninh trật tự. Thực hiện chủ trương xây dựng khu phố 3.0, chúng tôi quán triệt trong toàn bộ chi bộ. Và trên cơ sở đó thì Ban Công tác Mặt trận đầu tàu gương mẫu thực hiện kết hợp với các chi hội đoàn thể, đặc biệt là phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, thanh niên để đưa vào cái chương trình hành động của mình. Và trên cơ sở đó để đưa vào đánh giá công tác thi đua, bình xét gia đình văn hóa cuối năm. Hàng năm, Ban Công tác Mặt trận bám sát hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc các cấp, phối hợp tham mưu với chi bộ địa phương tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc sát với tình hình thực tế, đảm bảo vừa trang trọng, trang nghiêm, vừa vui tươi, phấn khởi, gần gũi, gắn bó trong nhân dân. Ban Công tác Mặt trận này có nhiều hình thức để tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của các cấp kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận. Chúng tôi rất phấn khởi và chúng tôi cũng thấy đó là cái trách nhiệm chúng tôi được tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ trong năm sau. Toàn tỉnh Hưng Yên hiện có hơn 830 ban công tác mặt trận ở khu dân cư. Với chức năng nhiệm vụ của mình, các ban công tác mặt trận đã tích cực phối hợp các tổ chức hội đoàn thể đổi mới nội dung phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân trực tiếp tham gia giải quyết những vướng mắc nảy sinh ở địa bàn dân cư, thu thập phản ánh tâm tư nguyện vọng kiến nghị của cử tri và nhân dân với cấp ủy chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Ban công tác mặt trận chúng tôi đã kết hợp với các ban ngành đoàn thể của địa phương là tham mưu cho cấp ủy chính quyền vận động rất nhiều kênh để cho nhân dân dễ nghe, dễ hiểu về mục đích, yêu cầu xây dựng cái tiêu chí của nông thôn mới, vận động thường xuyên ở trên loa truyền thanh và tích cực vận động trong các cái hội nghị của các ban ngành đoàn thể và hội đồng tộc biểu, nhân dân rất hưởng ứng ủng hộ thì tự phá rỡ những cái cổng, những cái tường rào. Các phong trào thi đua do Ban Công tác Mặt trận phát động triển khai đã đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của địa phương cơ sở, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ở khu dân cư.
Bùi Xá là thôn đầu tiên của xã Đồng Thanh, huyện Kim Động đăng ký xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện nay chính quyền và nhân dân trong thôn đang tích cực hoàn thiện các tiêu chí nhằm thay đổi diện mạo làng quê. Đây là công trường thi công một tuyến đường dân sinh ở thôn Bùi Xá. Trước kia tuyến đường này vốn nhỏ hẹp nên được mở rộng thành từ 5 đến 7 mét. Hưởng ứng chương trình này, gần 20 hộ dân hai bên tuyến đường tích cực hiến hơn 200 mét vuông đất thổ cư, đồng thời phá dỡ công trình trên đất để nhanh chóng bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Chúng tôi là rất là đoàn kết, đấy là phục vụ cho tập thể làm, phục vụ cho công trường người ta làm. Gần 20 hộ dân chúng tôi là rất là đồng tình phục vụ cho cái phát triển của nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời là mở mang cái đường làng ngõ xóm. Thôn Bùi Xá có hơn 400 hộ dân với trên 1.400 nhân khẩu. Đầu năm 2023, chính quyền và nhân dân trong thôn bắt tay vào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu với phương châm dễ làm trước, khó làm sau. Các vấn đề phụ thuộc nhiều vào ý thức của người dân như việc bảo vệ môi trường sống cũng được thực hiện khá tốt. Hiện thôn có gần 70% hộ thực hiện mô hình xử lý rác thải tại gia đình. Các thiết chế văn hóa cũng được xã hội hóa để trùng tu tôn tạo. Đầu năm 2024, một số hạng mục cần nguồn vốn lớn như xây dựng nhà văn hóa, làm đường giao thông của thôn đã được xã và cấp trên quan tâm đầu tư với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng. Nhân dân trong thôn đã tích cực hiến đất, góp công góp của xây dựng quê hương. Nhân dân thôn Bùi Xá là rất là tự hào về một miền quê. Thế cho nên chúng tôi mỗi một người dân, mỗi một hội viên, hội phụ nữ là một thành viên rất là tích cực, tức là tập trung vào các phong trào ví dụ như là giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng cái cảnh quan của thôn Bùi Xá xanh sạch đẹp. Nhân dân cơ bản cũng đã nắm bắt và đồng thuận cao và cũng là rất là quan tâm nỗ lực phấn đấu để làm sao mà hoàn thành các chỉ tiêu để đón nhận nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2024. Sự chung sức đồng lòng của chính quyền và nhân dân thôn Bùi Xá đã và đang tạo nên sự thay đổi thể hiện rõ trên từng tuyến đường và trong nếp sống, cách ứng xử của người dân, góp phần tạo nên một diện mạo mới khang trang và sạch đẹp hơn cho làng quê này. Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp, thời gian qua, huyện Khoái Châu tập trung chỉ đạo các xã thị trấn đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử gắn với cải cách thủ tục hành chính. Theo đó, huyện Khoái Châu tập trung phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và hình thành công dân số. Hạ tầng băng rộng cáp quang phủ hơn 82% hộ gia đình, 100% xã thị trấn phổ cập dịch vụ mạng 4G, 5G. Các địa phương chú trọng lắp Wi-Fi, mạng miễn phí tại các nơi công cộng, nhà văn hóa trung tâm thôn xã. Từ đầu năm đến nay, hệ thống cổng thông tin điện tử của 25 xã thị trấn trên toàn huyện đã đăng tải hơn 600 tin bài và các văn bản tại các địa phương. Mạng truyền số liệu, văn bản chuyên dùng của tỉnh đã được kết nối đến cấp huyện, xã giúp xử lý văn bản, thủ tục hành chính trên môi trường mạng một cách nhanh chóng. Từ giữa năm 2023 đến nay, toàn huyện đã tiếp nhận và cập nhật xử lý trên 3.600 hồ sơ cấp huyện và gần 15.000 hồ sơ cấp xã. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt trên 99%. Đến nay, thu ngân sách năm 2024 do ngành thuế tỉnh Hưng Yên quản lý đạt trên 20.000 tỷ đồng, đạt gần 70% dự toán giao. Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt cao so với dự toán. Khu vực ngoài quốc doanh ước thu 7.500 tỷ đồng, đạt trên 124% dự toán, bằng trên 100% so với cùng kỳ năm trước. Số thu đạt khá so với dự toán là do chi nhánh tại Hưng Yên, công ty cổ phần Vinhome nộp trên 4.400 tỷ đồng. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp có số nộp cao như Tập đoàn Hòa Phát nộp hơn 600 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Bì Diệu Nước Giải Khát Hà Nội nộp gần 120 tỷ đồng, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam và Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Vigracera Yên Mỹ Hưng Yên cùng nộp hơn 70 tỷ đồng. Thời gian qua, bờ sông Hồng thuộc thôn Đức Ninh, xã Đức Hợp, huyện Kim Động bị sạt lở và đã được thả sông hộ chân, lát mái bằng đá hộc. Tuy vậy, đến nay, do ảnh hưởng của dòng chảy, các vị trí lân cận chưa được kè vẫn tiếp tục bị sạt lở. Khu vực đất nông nghiệp của thôn Đức Ninh, xã Đức Hợp có chiều dài khoảng 300 mét, sát với sông Hồng.
Từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7, có đoạn dài khoảng 220 mét đất nông nghiệp bị sạt lở nghiêm trọng. Đến ngày 5 tháng 7, nước sông Hồng rút xuống sau những ngày xả lũ thủy điện Hòa Bình, nên vị trí sạt lở tiếp tục lấn sâu vào đất nông nghiệp của người dân thêm 3 mét, tương đương với khoảng 660 mét vuông đất nông nghiệp bị sạt lở xuống lòng sông Hồng. Hiện tại, bờ sông vẫn đang tiếp tục sạt lở. Sông Hồng có dòng chảy mạnh, áp sát bờ và diễn biến phức tạp. Nếu không được đầu tư kè lát mái hộ bờ, thì diện tích đất nông nghiệp của nhân dân thôn Đức Ninh sẽ tiếp tục bị sạt lở trong mùa mưa lũ năm 2024. Nhằm bảo vệ môi trường, chấn chỉnh tình trạng bốc xếp, chất chứa vật tư, vật liệu xây dựng trái phép trên bãi sông và tăng cường quản lý nguồn thu thuế, từ năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có đề án sắp xếp chi tiết vị trí bến bãi trên bãi sông Hồng và sông Luộc, đồng thời đưa các bến bãi vào quy hoạch. Tuy vậy, đến nay, nhiều bến bãi chưa thực hiện thủ tục cấp phép đầu tư. Hiện toàn tỉnh Hưng Yên có 47 bãi đang chứa chất bốc xếp vật liệu xây dựng trên tuyến sông Hồng, sông Luộc. Trong đó, có 15 bãi được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp giấy phép, 32 bãi mặc dù đã được đưa vào quy hoạch nhưng đến nay chưa làm thủ tục cấp phép. Bên cạnh đó, các bãi bốc xếp chứa chất vật liệu xây dựng vẫn còn tình trạng vi phạm như chứa chất cao sát mép bờ sông, hoạt động trong mùa mưa lũ. Đặc biệt, các bến bãi chưa hợp pháp sẽ gây khó khăn cho quản lý nguồn gốc tài nguyên khoáng sản cũng như việc quản lý thuế. Xã Tư Dân, huyện Khoái Châu hiện có 3 bãi bốc xếp vật liệu, tất cả đều hoạt động từ lâu và có trong quy hoạch. Mặc dù ở vị trí thuận lợi cho tập kết vận chuyển, nhưng đến nay mới chỉ có một bến bãi được cấp phép. Chúng tôi đang yêu cầu làm cấp phép, nếu không có thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Hai bến này hiện nay cái thủ tục xin cấp phép là chưa làm được kịp thời. Đề nghị các cấp là khi địa phương có văn bản trình lên thì tạo điều kiện cho địa phương để cho các hộ được sản xuất kinh doanh. Trong công văn số 2711 mới đây của tỉnh ủy Hưng Yên về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác kinh doanh, tập kết vận chuyển cát sỏi trên tuyến sông Hồng, sông Luộc nhấn mạnh, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy chính quyền cơ sở trong việc ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Nơi nào để xảy ra vi phạm kéo dài, gây bức xúc trong dư luận thì kiên quyết xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, quản lý địa bàn. Mặc dù đề án sắp xếp chi tiết vị trí bãi bốc xếp, chứa chất tạm thời, vật tư, vật liệu xây dựng trên bãi sông Hồng và sông Luộc trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 đã đưa nhiều bến bãi vào trong quy hoạch, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp làm thủ tục đầu tư hoạt động đúng quy định. Nhưng sau hơn một năm chưa có bến bãi nào triển khai. Các nhà đầu tư cố tình mà không thực hiện các dự án đầu tư thì cũng đề nghị là thẩm quyền ta phải thực hiện cái xử phạt, về xử phạt cái việc mà sử dụng đất không đúng mục đích, về xử phạt về mặt hoạt động bến bãi chưa được cấp phép, rồi xử phạt về cái việc sự neo đậu tàu thuyền mà chưa được phép, và sau khi xử phạt thì phải có cái cưỡng chế hành chính để trả lại cái hiện trạng ban đầu. Để quản lý hoạt động bến bãi trên sông Hồng, sông Luộc và nền nếp, các sở ngành và địa phương cần hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện lập dự án đầu tư, quy hoạch, lựa chọn nhà đầu tư thực sự có năng lực, đảm bảo các bến bãi được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và được ban quản lý giám sát chặt chẽ. Từ đầu năm đến nay, qua hệ thống camera giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông, Công an thị xã Mỹ Hào đã phát hiện xử lý trên 1.000 phương tiện vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Công an thị xã Mỹ Hào đã phát hiện lập thông báo về 1.170 trường hợp vi phạm, đưa lên hệ thống hơn 950 trường hợp, ra quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức phạt nguội 95 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông với số tiền 475 triệu đồng, tước 95 giấy phép lái xe. Các lỗi chủ yếu là không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn tín hiệu giao thông và không đội mũ bảo hiểm với người đi xe máy. Với lỗi này, mức phạt là 5 triệu đồng với ô tô và 500.000 đồng với xe máy. Phiếu chuyển kết quả thu nhận hành vi vi phạm kèm theo biên bản thông báo được chuyển tới công an nơi chủ phương tiện đăng ký hộ khẩu. Căn cứ biên bản chủ phương tiện có thể nộp phạt ngay tại nơi cư trú. Trên địa bàn thị xã Mỹ Hào có hơn 40 mắt camera được đặt tại 12 điểm. Hiện tại có 3 điểm gắn camera phạt nguội là ngã 3, ngã 4 là phố Đối, Bần và Dị Sử.
Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.